Và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kiro đây. À thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Mini World sinh tồn tập thứ 31. À, ngày hôm qua là mình đã xây cái căn nhà bí mật rồi đúng không các bạn? À, thì có lẽ chắc là mình sẽ tải map lên trên và các bạn nếu thích thì các bạn có thể tải về nhá. Ngày hôm nay thì mình sẽ xây các bạn cũng biết rằng là mình gọi là nhà thì cũng có rồi này. Gọi là tàu, nhà ga các kiểu thì cũng có, hồ bơi luôn này. Thì bây giờ thì chắc là mình sẽ xây một cái gọi là cái máy farm nông trại. Đúng rồi, cái máy farm nông trại tự động nha các bạn, không phải ấn luôn. Tức là mình chỉ đến và mình lấy mình mang, mình thu hoạch về thôi chứ mình không cần phải bấm hay là làm gì hết. Cái máy này thì chắc là mình sẽ phải cần một số thứ như sau. Rồi ta, mình sẽ vào đây và mình coi rằng là mình sẽ cần những cái gì. Bản thiết kế. Dây điện xanh, à không. Thực ra mấy cái này thì nó chưa có ghi rõ lắm, nó không có nguyên liệu thì nó không hiện ra. Thì mình sẽ cần một cái máy so sánh điện năng này, và máy tăng điện năng, máy tính, với lại thu thập máy phát và tay robot, rồi tay kéo đẩy. Thì cái những thứ này là mình phải cần có sắt, có dầu, có nói chung là từa lưa luôn, dây điện các kiểu luôn. Nên là bây giờ mình phải đi kiếm các bạn ạ. Đi lại. Hừ, nhện này hừ. Để mình xem nào. Mình có không có gì hết, mình không có gì hết các bạn ạ. Ok, mình ở đây cũng không có gì hết. Kỳ vậy. Chẳng lẽ mình lại nghèo đến thế sao? Để xem bên này nào. Có silic các bạn ạ. Có silic. Silic là cái thứ mà mình cũng phải cần. Có dầu nữa này. Rồi, để xem nhá. Mình sẽ chế cái máy tăng điện năng. Ủa, cú đá điện. What? Ôi nhỉ, có dây điện xanh hay không ta? Chế dây điện xanh vậy. 40 giây. Vậy là mình hồi trước mình đã chế rồi mà mình không để ý. Đây rồi. Cái máy tăng điện năng đâu? Máy tăng điện năng đây các bạn à. Cần đá này. Đá này thì chúng ta phải nung ra. Và máy thu thập phát thì cần vàng và dây điện xanh, rồi đóng mở các kiểu. Rồi tay kéo đẩy này có, mình có dầu rồi này. Máy so sánh điện năng nữa. Máy so sánh điện năng thì cũng cần đá các bạn ạ. Máy tính nữa. Máy tính thì máy tính thì cần thiếu vàng với đá thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi kiếm nguyên liệu và chế luôn. Thì chắc là cái quá trình mà mình đi kiếm thì chắc là bỏ qua nhá. Bởi vì mình sẽ chế lượm ra luôn và chúng ta sẽ đi xây thôi. Let's go. Và ok, thì mình cũng đã kiếm được đầy đủ số cái thứ mà mình cần. Thì đây các bạn ạ. Thì mình có hai cái máy so sánh điện năng này, ba cái máy tăng điện năng và hai tay kéo đẩy, 16 tay robot, máy thu thập phát này, máy tính này, rồi mấy cái dây điện nữa các bạn ạ. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi xây cái máy farm. Mình xin nhắc là cái máy farm này của mình đó là nó sẽ sử dụng để farm bí ngô và farm dưa hấu các bạn ạ. Để mình kiếm chỗ mình xây coi. Ôi, khu này đẹp thế nhở. Khu này, sao khu này nó có cả đá lạ ta. Đoạn nào đây? Không thấy đoạn nào đẹp hết các bạn ạ. Chắc là chúng ta ra góc kia đi. Mình sẽ ra góc ở bên kia kìa. Đấy. Bên này này. Ở bên này cũng hơi xấu nhỉ. Thôi, mình sẽ xây ở đây nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ chặt mấy cái cây cây Noel, cái Noel gì đây? Noel à. Mình sẽ loại bỏ mấy cây này đi. Bây giờ là gọi là cái ngày gì nhỉ? Sắp đến hè đến nơi rồi. Noel ăn cái gì tầm này. Bỏ hết đi. Trời ơi, cây lấp lánh thế này. Mấy cây này thì để cắm mấy chỗ khác vậy.
Đủ chưa ta? Thôi thì cứ chặt sơ sơ vậy đi. Bây giờ thì chắc là mình sẽ đi xây thôi các bạn ạ. Đây, ok. Trước tiên á, thì mình sẽ đi lấy cái máy thu thập phát này và máy so sánh điện năng này, rồi cái gì nữa nhỉ? À, rồi đá nữa các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đặt viên đá lùi đã xa xíu nhỉ. Rồi đây, viên đá ở đây và cái máy thu phát điện năng ở đây và một máy ở đây. Rồi đặt cái viên đá ở đây. Rồi mình sẽ đặt cái mình sẽ đặt cái máy thu thập ở đây. Sập này vào chưa? Ok, các bạn thấy chưa? Cái máy thu thập này, máy thu thập này nó hơi sai. Cái máy thu thập này nó hơi sai nha. À, hình như là sai ở phần này. Đây, cái mục đích của mình nó muốn là cái máy thu thập này nó phải để cái ống này nó dựa vào nhau. Các bạn thấy chưa? Ok. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái máy kéo, cái tay kéo. Tay kéo đẩy ở đây, một cái này. Đúng chưa ta? Đúng rồi. Hai cái này. Ở đây thì mình sẽ đặt một khối đá điện. Dây điện thì mình sẽ nối ở đây. Rồi. Đoạn này thì mình sẽ đặt dây điện một cái ở đây và sử dụng máy tính này, rồi máy tăng điện năng này. Cái máy thu thập phát này thì chúng ta không cần nữa rồi. Một máy tăng điện năng này, hai máy tăng điện năng này, máy này nữa này. Máy này máy gì quên mất là thu thập phát à? Nhưng quên mất tên. Ok. Rồi bây giờ thì đặt cái tay kéo đẩy ra thôi. 2 giây này, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 5 giây nha các bạn. Mình sẽ đặt những khối đá này lên. À không. Không được. Không có đá. Lên thêm đá. Thế đá là có 10 đá các bạn ạ. Tiện thể về ngủ luôn. Chứ không là nó mới bọn quá nó xử đẹp mình mất. Úi. Né. Và đừng quên rằng là các bạn đang xem video thì hãy cho mình xin một like, một share, đăng ký ủng hộ cho mình. Ôi, cái gì đấy? Ui, nấp à? Gì đây, ăn gì đấy, ăn thổ dân ơi. Nấp này, làm gì tổ em đây? Nhìn lén đúng không? Bậy quá nha. Mình sẽ lấy thêm khối đá. Bây giờ thì chắc là sẽ đi ngủ thôi các bạn ạ. Đi ngủ để lấy sức mà còn xây. Ok, đây chỉ là một vụ tai nạn gọi là bình thường thôi, không có gì hết các bạn ạ. Cuộc đời mà chơi game ai chả có lúc sa ngã. Trời đã sáng rồi. Ok, cái gì ấy, ui giời, tưởng cái gì ấy. Bây giờ thì chúng ta ra và tiếp tục. Đây nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ô nhá các bạn. Chỉ được 8 ô thôi, không thêm. Bên này nữa. Bên này thì khoảng cách của mình sẽ là 2 ô. Từ từ, mình sẽ lấy cái xẻng và mình đào ở giữa ra để mình căn. Cái này là hơi nhầm nha các bạn. Cái này làm cẩn thận, nếu không là chúng ta sẽ bị nhầm đó. 2 ô như là bắt đầu hơi sai rồi. Đào ở đây hơi nhầm, thấy giờ vừa mới nói xong nhầm rồi. Ở đây nha các bạn, chúng ta đào nước là đào để đây này. Ở sao mà cái khoảng cắt ở phía bên này cắt ra là 2 ô sai thế nào ấy nhỉ? Đúng không ta? Chắc là đúng. Đúng rồi, mình sẽ đặt đá ra đây. Đây, vướng cây Noel này, chặt đi thôi. Rồi, bây giờ thì đặt cái tay kéo đẩy ra. Quay. Rồi.
Tại sao lại không sao chặn đi các bạn ạ. À, bây giờ thì mình đã đặt xong rồi, hai này hai ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ mình có mình có thùng sắt này, mình sẽ đi lấy nước và mình đổ vào. Cái máy tu thập phát này á, là chúng ta tí là sẽ dùng nữa đó các bạn, mình quên mất là chúng ta lấy tự động mà. Thì mình sẽ đổ nước ở góc trên này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cuốc đất. Cái máy thì nó sai sai nhỉ. 2 4 6 2 4 6 7 ớt. 2 4 6 7 ớt chết rồi. Hey. Mình sẽ phải đào thêm các bạn ạ. 8 ô cơ. Mình muốn rằng là 8 ô. 7 ô thì nó bị thiếu mất hai cái thiếu mất 2 ô rồi. 2 ô bí. Đây. Không sao. Ấy, 7 7 7 7 7 7. Rồi. Là tức là cái bên này này đặt qua này. Rồi bây giờ thì nối dây. Nối dây thôi các bạn ạ, nối dây để cho nó chạy ấy. Thì đoạn này mình sẽ đặt một cái máy tăng điện năng nữa để cho nó có thể đi được sang bên kia. Đúng gì đấy? Nhiều thứ linh tinh đấy nhở. Rồi. Xẻng đây. Rồi. Hey, bây giờ thì mình sẽ đặt hạt bí ngô nha các bạn. Đặt ở đây. Rồi ok, coi như là thiếu tí xíu đi, mình sẽ ra kia mình lấy. Không sao cả, bình thường. Ôi. Một này. Ôi chết, ấn nhầm rồi. Rồi ok rồi, bây giờ thì đi chế lại. Và tí nữa các bạn sẽ thấy rằng là cái tác dụng của nó nhá. Mười hai hạt luôn các bạn ạ. Wow. Bây giờ thì mình sẽ đi chạy ra kia và mình thực hành thôi. À đây, để mình sẽ chọn một cái hạt, một cái bí ngô và mình sẽ để cho các bạn thấy thực nghiệm luôn các bạn ạ. Vướng cái này. Rồi. Rồi. Cái này, cái máy này nói chung là làm dễ thôi các bạn ạ. Ok chưa? Ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ đặt tầm bao nhiêu ta? 12 khối đá nhé các bạn. 12 khối đá để đây, các bạn thấy chưa? Khi mà hết 12 khối đá này nó sẽ đẩy này. Đâu rồi? Đẩy chứ, come on. Đấy các bạn thấy chưa? Nó rút lại. Thì mình sẽ đặt cái hạt bí ngô ở đây. Các bạn sẽ thấy nó sẽ đẩy như thế nào. Đây. Nó đẩy này. Đấy các bạn thấy chưa? Nó sẽ đi xuống dưới này. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái lỗ ở đây. Tính toán làm sao mà hợp lý. Mình sẽ đặt. Ok. Có cái rương không nhỉ? Chết rồi. Đi chế cái rương. Cái máy này hình như là lúc máy là do mình làm đứt dây điện rồi nên là nó không chạy được. Thôi không sao kệ nó. Chúng ta sẽ đi chế cái rương. Mình chắc là mình sẽ chế hai cái rương vậy. Đấy, các bạn cứ xây như mình, các bạn xây tầm 10 máy là các bạn cứ đi làm những cái việc khác rồi các bạn đến các bạn thu thập thôi là được rồi.
Ủa hết gỗ à? Kỳ vậy? Hết gỗ các bạn ạ. Lấy gỗ thì chúng ta đi lấy gỗ thôi. À, gỗ mình nhớ là mình đây mình có nhiều gỗ lắm đây. Chế ủa. À đây. 1 2 Ok, ok. Rồi. Bây giờ thì ra đây và đặt thôi. Hợp lý không? Chắc là hợp lý. Để xem là nó có chạy được hay không ta. Khá là lo là nó có chạy không được đây. Thử vứt xuống dưới xem nào. Ôi chết, đã nhầm. Rồi xem nào. Ủa, còn mất tiêu luôn. Đùa. Ủa đâu rồi ta? Từ từ các bạn yên tâm, mình sẽ lấy lại cái Where y sẻng. Sẻng tôi đâu? What the sẻng? Tại sao lại đi mất ta? Ủa sao mất tiêu cái sẻng rồi? Thử vứt cái này lại xem nào. À đây rồi. Ủa chứ cái sẻng tôi đâu? What? Ok file sẻng đâu? Ít nhất nó phải trả cho mình cái sẻng chứ. Thôi kệ nó không trả thôi vậy. Mình sẽ thử lại một lần nữa nhá. Chơi dài quá. Đất nó trả lại nhưng mà sẻng thì nó lấy luôn. Ôi, ôi cái gì xô ấy. Ôi chết rồi. Vậy là không được à? Mình sẽ đào thêm một cái ô này nữa và mình đặt cái đây, mình sẽ làm như vậy. Thử xem được không? Ok. Vậy là được rồi các bạn ạ, à. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái máy tự farm rồi. Đấy, thì đây là cái máy tự farm của mình, các bạn có thể vào các bạn tham quan nha. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ xin dừng tập 31 mini world sinh tồn tại đây. Nếu mà các bạn thấy video này hay, cho mình xin một like, một share, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhá. Và đặc biệt là các bạn hãy gọi là theo dõi những video và subscribe cho cái kênh Miugu của thằng em mình. Nói chung là mấy nay nó bận đi học, thế là nó cũng lâu lâu nó hơi ra để mình kêu nó ra video mới được, để chửi nó mới được. Thằng này đòi làm YouTube mà lại không ra video. Ok thì cảm ơn các bạn một lần nữa và tạm biệt các bạn. Bye bye.